Thưa quý vị khán giả và các đồng chí, mất trộm tài sản dù lớn hay nhỏ cũng đều gây thiệt hại về kinh tế, gây bức xúc trong nhân dân. Hành vi trộm cắp tài sản là lén lút chiếm đoạt tài sản của người khác quản lý, nhưng cũng có những vụ việc xuất phát từ sự sơ hở của chủ tài sản, vô tình tạo điều kiện cho loại tội phạm này thực hiện hành vi phạm tội. Góc nhìn an ninh hôm nay sẽ cùng quý vị và các bạn thấy rõ hơn và cảnh giác với loại tội phạm này. Là nhân viên phụ trách điện nước của Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn, do thường xuyên phải đi lại trong khuôn viên rất rộng của bệnh viện, nên anh Lý Đình Đề sử dụng xe máy để di chuyển. Ngày 5 tháng 7 năm 2020, như thường lệ, đầu giờ anh đến phòng làm việc để lấy đồ nghề sửa chữa đi làm. Chỉ sau vài phút, chiếc xe máy biển kiểm soát 97B102461 của anh vừa để bên ngoài đã không cánh mà bay. Sau nhiều ngày điều tra truy xét, ngày 12 tháng 8 năm 2020, đối tượng Nguyễn Hoài Minh, 24 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, thủ phạm trộm cắp xe máy của anh Đề đã bị công an thành phố Bắc Cạn bắt giữ tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chị em có để ý thấy là có một chùm chìa khóa, 2-3 chiếc chìa khóa treo ở móc khóa bên hông của cái xe máy, thì em có dùng thử cái chìa khóa đó để vặn thì thấy mở được thì em mới lấy. Sau khi thực hiện hành vi xong thì em di chuyển phương tiện đó lên thị trấn Chợ Giã để em tiêu thụ. Sau đó thì em có bắt xe xuống Phủ Thông để em đón xe đêm để em đi xuống Hà Nội. Sau khi xuống đến Hà Nội thì em có bắt tiếp một chuyến xe nữa là xuống dưới Quảng Ninh và đến bây giờ. Minh khai nhận, từ Hà Nội về đến thành phố Bắc Cạn, Minh không bắt được xe về đến nhà nên tá túc tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn. Sau khi lấy trộm được xe của anh Đề, Minh đã vứt hết giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân của chủ xe tại một đoạn đường thuộc xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, mang chiếc xe lên huyện Ba Bể bán rồi bắt xe về Hà Nội và đến Quảng Ninh xin việc. Vụ việc này một phần còn do sơ hở của chủ tài sản mất cảnh giác, ổ khóa của chiếc xe đã cũ nên đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội. Nhưng vụ án Hoàng Văn Thượng sinh năm 2003 đột vòm để trộm cắp tài sản thì lại thể hiện tính manh động, sự liều lĩnh của loại tội phạm này. Vì nghiện game, sau dịch Covid-19 không tìm được việc làm, buổi tối Thượng hay đạp xe loanh quanh thành phố, thấy cửa hàng điện thoại này tại tổ 4 phường Đức Xuân, thành phố Bắc Cạn khóa cửa ngoài. Sau khi thám thính chắc chắn không có người trông coi, Thượng về nhà chuẩn bị. Đến 1 giờ 30 phút ngày 20 tháng 7 thì quay lại thực hiện hành vi. Để che giấu hành vi phạm tội, Thượng cất xe đạp cách nơi gây án vài trăm mét rồi đi bộ đến cửa hàng điện thoại, ngụy trang cẩn thận tránh để lại dấu vết. Lấy được tài sản, Thượng đem về nhà giấu, sau đó lại đi chơi game. Nhưng mà thế làm sao em có tiền chơi game được? Em chơi game ở đâu? Chơi game trên máy vi tính, điện thoại hay là chơi gì? Em chơi trên máy vi tính. Ở nhà em có máy vi tính không? Em không. Em chơi ở quán điện tử. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 41 vụ trộm cắp tài sản, 39 đối tượng được làm rõ. Tài sản mà tội phạm trộm cắp hướng tới chủ yếu là tiền, vàng, điện thoại, xe máy, vật nuôi. Các đối tượng trộm cắp tài sản hoạt động với thủ đoạn tinh vi, manh động và liều lĩnh. Khi phát hiện, sẵn sàng sử dụng hung khí mang theo chống trả để tẩu thoát. Thường sẽ phát sinh là việc nghiện game. Đấy, trong quá trình nghiện game thì để có tiền chơi game, đấy, có tiền để nuôi sống bản thân thì đối tượng là cũng thực hiện các hành vi trộm cắp tài sản. Cần có sự là quan tâm vào cuộc của chính quyền thôn, rồi chính quyền ủy ban nhân dân các xã phường để quan tâm đến những đối tượng mà có hoàn cảnh gia đình đấy, để quan tâm, rồi hướng dẫn động viên cũng như là tạo ngành nghề cho các đối tượng là có công ăn việc làm ổn định thì mới giảm thiểu được cái hành vi trộm cắp tài sản phát sinh trên địa bàn. Thì trong các vụ án trộm cắp tài sản, mặc dù là về cái nó chỉ tội phạm ít nghiêm trọng, nhưng tuy nhiên thì cái tội phạm trộm cắp tài sản thì nó gây ra dư luận trong quần chúng nhân dân là rất là xấu, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình đó, lực lượng công an đã tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn, về cách phòng ngừa và nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của nhân dân, tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, lồng ghép tuyên truyền phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản từ các thôn bản, khu dân cư, cơ quan doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh.
điển hình như Công an huyện Ngân Sơn đã tổ chức cho các hộ kinh doanh trên tuyến quốc lộ 3 ký cam kết không mua bán các hàng hóa, xe mô tô không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, loại tội phạm này vẫn lợi dụng sơ hở của chủ tài sản để chiếm đoạt. Khi tài sản do trộm cắp khó tiêu thụ tại Bắc Cạn thì các đối tượng đem đến các tỉnh lân cận để bán. Điều này gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra truy xét. Điển hình như ngày 15 tháng 5 năm 2020, tại tổ Khổi Thuổm, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Cạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã bắt Dương Trọng Hiệp, 36 tuổi, trú tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên khi đang điều khiển chiếc xe Dream biển kiểm soát 97B1-16052 lấy được tại Bằng Vân, Ngân Sơn. Điều tra mở rộng, cơ quan công an đã làm rõ Hiệp và một đối tượng khác là thủ phạm đã lấy trộm chiếc xe 97F56880 vào ngày 19 tháng 10 năm 2019 tại xã Yên Đĩnh, nay là thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới. Ngoài ra, hai đối tượng này cũng là thủ phạm của nhiều vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Chuyên đi theo anh Hiệp là chuyên lấy xe mà em là chỉ là chân là đứng ngoài cảnh giới, cảnh vệ trông người. Địa bàn Cao Bằng Bắc Cạn là hai điểm yếu là người dân là chủ quan lơ là đến tài sản của mình và dễ trộm cắp tài sản ở trên này. Tội phạm trộm cắp tài sản phát sinh có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng chính đối tượng trong vụ việc đã nói là lợi dụng sơ hở, sự chủ quan mất cảnh giác, đó cũng là điều kiện thuận lợi để tội phạm thực hiện hành vi phạm tội với những thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. Thì hai đối tượng này là đặc điểm là có đối tượng nghiện ma túy ở địa bàn giáp danh với nhau, đó là hai địa bàn hai tỉnh nhưng mà giáp danh với nhau nên thường xuyên là bàn bạc rủ nhau lên Cao Bằng Bắc Cạn là trộm cắp xe máy. Về cái tính chất thì nó là phức tạp bởi vì đối tượng nó hoạt động lưu động và thường xuyên thay đổi cái nơi cư trú. Đối tượng là theo quan nắm tình hình đối tượng ở địa phương là đối tượng lang thang nghiện ma túy, cho nên là cái công tác quản lý theo dõi đối tượng rất là vất vả. Đấy mà thường xuyên thay đổi, mà khi sau khi lấy được phương tiện là đối tượng là thay biển số ngay, thay biển số khác để hoạt động để đưa cái phương tiện đi tiêu thụ. Thì qua các cái vụ án này thì thấy rằng mặc dù cơ quan chức năng cũng đã có rất nhiều cái khuyến cáo về cái với quần chúng dân bà con về công tác quản lý bảo vệ tài sản. Thì tuy nhiên là vẫn còn rất nhiều cái bà con ta là mất cảnh giác trong cái công tác là bảo vệ quản lý tài sản. Trong cái vụ án này thì các cái phương tiện bị mất trộm hầu như là bà con ta là khi đi làm nương làm đồi rồi hoặc là khi đi như cái bộ Ngân Sơn để làm thuốc lá thì mà lại để xe trên đường, nghĩa là không có người trông giữ. Có những vụ còn cắm cả chìa khóa xe tại chìa khóa điện ở xe và giấy tờ xe để trong cốp. Để chủ động phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trộm cắp tài sản thì quần chúng nhân dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, luôn chủ động tự quản lý và bảo vệ tài sản của mình. Đối với các hộ gia đình, cần gia cố cửa nhà, không cất giữ nhiều tài sản giá trị cao tại nhà hoặc sử dụng các loại khóa có chức năng chống trộm, chống axit, khóa trong để chống cắt phá khóa. Khi đi ngủ cần kiểm tra các cửa ra vào cửa sổ, các cửa trên tầng, cửa ra ban công sân thượng. Khi vắng nhà, phải nhờ người trông coi hoặc đem gửi các tài sản có giá trị. Nên làm tường rào ngăn chặn việc đối tượng trèo từ cây xanh, trụ điện để đột nhập vào nhà. Khuyến khích trang bị camera giám sát hoặc chuông báo động chống trộm, tạo mối quan hệ gắn bó với mọi người xung quanh, nên lưu số điện thoại của công an phường xã để khi cần được hỗ trợ kịp thời, đồng thời phát hiện những đối tượng lạ mặt xuất hiện và lai vãng trong khu vực. Cơ quan công an yêu cầu mọi tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của mình, tích cực tham gia tố giác tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. Khi biết các thông tin về các đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản trộm cắp thì kịp thời báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất biết để xử lý. Chuyên mục Góc nhìn an ninh trật tự tháng 8 năm 2020 xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị khán giả và các đồng chí trong các chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.